ngày mới quý vị khán giả. Ngày hôm nay nhiều nơi trên cả nước đang có kiểu thời tiết là ngày nắng và chiều tối sẽ chuyển mưa dông. Với kiểu thay đổi thời tiết thất thường như vậy sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta rất dễ bị cảm cúm. Bởi vậy quý vị hãy cố gắng là dành ra từ 15 đến 30 phút mỗi ngày để tập luyện. Có thể lựa chọn các bài tập đơn giản nhẹ nhàng như là đi bộ này, nhảy dây hay là tập yoga để có thể nâng cao sức đề kháng các bạn nhé.